Ồ, đây là cái hang động của những người lùn người ta làm việc á, đào mỏ. Giống bạn gái cũ của mình. Giỡn thôi. Ồ, mà ông này ổng không có chân mà sao ổng lại đi trong hang? Ổng này lẽ phải về nhà nghỉ hưu chứ. Trời ơi, đúng là người già cực khổ phải làm việc nữa kìa. Để mình ăn trộm đồ của ổng. Ồ, ở đây có một cái một cái cúp hả, mình nhìn nó bự lắm, cầm đâu có nổi. Hello. Mà kiểu có người chết mà người ta không quan tâm á. Hello. Nấm. Tuyệt. Ồ, một cái đèn đẹp đấy, tôi mượn được không? Chửi, không cho thôi, chửi như vậy. Ồ, cỗ máy gì đây? Ồ, bỏ tay ra hoặc là mày sẽ làm cho thằng kia bị khuyết tật. Nhưng các bạn nhìn ổng kìa. Ổng có thể khuyết tật hơn được nữa hả? Ồ, hay là chúng ta phải cho ổng tiền không? Cho ổng ít than hay nấm đi, cho ổng nấm đồ ăn nè. Đây, hãy nhận lấy, đây là quà mua chuột. Ồ, ăn xong mới chết đi. Sao mà cho ăn gì đó người ta cũng không thích vậy? À, là mình phải nấu ăn cho ổng. Ồ, ok, ok, hiểu rồi. À, sau đó ra bên ngoài. Chúng ta sẽ dùng cái hàm răng con quỷ khổng lồ kia, chúng ta sẽ cook. Đúng vậy. Chúng ta sẽ làm đầu bếp. Mày nhanh chút được không? Tao mất kiên nhẫn quá. Cái công nghệ hiện đại đây, ông này ổng gắn cái nến vô cái nón của ổng thay vì dùng đèn hả? What the? Đây rồi. Đúng không? Sao có bỏ nấm vô. Rồi cook. À, thì ra cái này là một cái bếp các bạn à. Mặc dù thiết kế hơi đáng sợ. Kiểu mấy người này dùng xác của người khổng lồ và người ta làm mấy cái công trình á. Sợ thiệt sự, còn cái người này như còn sống luôn nè. Ờ, thèm cái gì, hối hận chưa? Nãy chửi tao, không cho mày ăn nấm đâu. Cút đi. À, lâu muốn chết luôn á. Đợi thằng này nó xuống cái cầu thang mà tôi mọc râu luôn á mọi người. Đây, nấm xịn. Đấy, thơm liền, thơm nức mũi luôn. Ăn xong đưa tiền mấy bà nội. Ăn xong buồn ngủ. Bố mày sẽ làm cho cái thằng này khuyết tật hơn nữa. Tao xin lỗi. I'm sorry. Rồi mình phải làm gì với ông này đây? Có cái bản đồ. Có tưởng bị bắt rồi chứ. Hướng dẫn sử dụng cái đèn. Đấy. Đúng không? Được chưa? Phải đọc hướng dẫn. Cái quay gì đây? Đây là RPG các bạn. Nghĩa là red màu đỏ, green là màu xanh và blue là màu xanh. Giờ đây chúng mình vẫn chưa hiểu lắm. Là mình phải xếp hình hả? Là làm sao ta? Nói chung là yêu đó mà đó có phải là yêu không? Vì tôi không hề biết làm. Hay là cái ông già này ông giúp mình hả? Nó viết cái tiếng gì đó không phải tiếng Anh nữa sao mà hiểu? Mình có thể cho ông này đi xuống đập dùng mấy cái hòn đá giúp mình kìa. Thì là vậy. Đây không phải là bắt nạt người già đúng không? Đây là sử dụng sức lao động hợp lý. Hay là chúng ta phải kết hợp những cái này lại với nhau hả? Mình thử ra ngoài thế coi. Phải đổi gió một chút. Nhìn sợ quá. Cái cảm giác này hồi hộp á các bạn, mình thích nó. Hay là làm lần nữa đi. Không được à, hết vui rồi. Thay vì kiểu chú ơi, chú có thể cho con mượn cái đèn được không? Không. Thằng này quyết định giết cái ông tội nghiệp đó. Mình chưa hiểu lắm. Mình hên xui luôn chứ mình chả hiểu gì đang xảy ra đó. Hello. Hả? Mình cứ tưởng là ông sẽ đứng dậy đó, quýnh mình hay gì đó. Rốt cuộc ông này ổng có bao nhiêu cái nước bọt vậy? Mình không biết gì xảy ra các bạn à. Mình kiểu mình bấm đến khi nào mới hoạt động thôi. Các bạn nào hiểu thì giải thích cho mình nha. Cái quy luật quần què gì á. Cái này chơi Minecraft hay gì hả? Còn hòn đá cuối cùng. Kim cương. Subarashi desu ne. Đừng lo anh bạn à, sự hy sinh của anh sẽ không vô ích đâu. Giờ chúng ta bỏ cái kim cương này vô đây đúng không? Đó. Alright. Hello. Vậy là ổng vui đó. Yeah, chúng ta sẽ đi lên trên. Cuối cùng cũng được về nhà các bạn. Chúng ta sẽ dùng cỗ máy thời gian này để chúng ta đi về. Yes. Cuối cùng được ra khỏi hang rồi.
Tôi thề sau này sẽ không làm fan MU nữa. Ông này ổng tham lam, ổng quên mình rồi. Bây giờ mình sẽ vô mình dùng cỗ máy của ổng. Bye bye. Tạm biệt nha. Tôi về nhà đây. I'm coming home. I'm coming. Ủa cái gì đây? Sao mà dùng? What? Não mình quá nhỏ cho mấy cái này các bạn ơi. Cái nút đỏ đỏ gì đây? Cái này để làm cái gì? Hình như mình làm hư gì đó các bạn ơi. Quay cái này để tạo năng lượng. Mình sẽ nhìn giống như kiểu nó sắp nổi. Vậy là chúng ta sẽ cứ quay tay ở đây đến khi nào mà được thì thôi hả? What the hell? Khoan đã, như mỗi cái kim nó sẽ có một cái đoạn màu xanh đúng không? Đó là xoay làm sao mà cho tất cả cái thanh nó đều là màu xanh đúng không? Được kìa. Thì nó là vậy sao? Tốn mình hết nửa tiếng. What the fuck? Mình gã cầu dao coi. Tuyệt. Ông kia ổng ham tiền tới mất ổng không biết gì đang xảy ra luôn hả? Là mình đang chở mấy tàu của ổng đó. Wow. Cái này nó còn sống các bạn ơi. Oh no, anh bạn chạy đi. Cái thứ kinh khủng gì đây? Oh my god. Kiểu biến cái miệng của người sống thành hang động á, sợ vãi. Hay là dùng cái xẻng mình đập mở cái máy vậy rồi. Sao mà còn cái này giải sao? Ủa các bạn, là mình thật sự dùng cái xẻng này cho đập. Thay vì dùng não để tìm ra mật mã mở khóa thì không. Nope. Tôi dùng cái xẻng. Sức mạnh tuyệt đối các bạn, không cần phải dùng não trong này. Chỉ thông minh ý nghĩa gì đâu không? Bỏ nó vô được. Đấy. Vậy là xong. Hồi nãy mình có ý tưởng. Nè, NR hoặc là OR gì đó. Mình không biết gì đi xe đất á. OR này đúng không? Còn bên này. Được kìa, MF. Thì ra là vậy. Mình quá giỏi. Kìa vậy. Mà sao nữa má? Let's go. Chúng ta sửa xong cái lò hạt nhân của Tony Stark rồi. Giờ chúng ta sẽ có cỗ máy hùng què gì đó. Ok, cùng nhau đi du hành thời gian nè mọi người. Trở về cái hôm mà em ấy làm tôi tan vỡ. Let's go. Giãn cơ chân tí coi. Mặc dù mình là một cỗ máy chứ không có cơ. Rồi đi thôi. Như ớt vậy đó, cái máy hùng què vậy đó. Cái thằng thiết kế cái này vậy. Sao mọi thứ chở. Cái gì vậy? Sao có con chim nó rớt mà. Đi ra coi. Bây giờ có đồ để lâu kiến không? Giờ không thấy gì hết trơn á. Con chim khốn nạn. Mày báo mà mày chết mình đi trời. Rồi xong hư cái máy luôn. Hay lắm con chim. Đậu xanh. Trời ơi con chim. Cái nghĩa là con chim nó che cái bảng màu đỏ các bạn. Nó như các bạn dùng quá nhiều lực nó sẽ bị hư á. Tôi thui nè. Hư mở cái máy luôn. Rồi cái cửa sổ thì y như là có nào tạc sơn vô đòi nợ hay gì á. Hello. Như bạn thấy thì mình vẫn còn sống. Ok. Cái thằng chuyện to kìa các bạn. Mình phải cứu cái thằng đệ của mình. Ấy của mình là mình phải lấy lại cái xô cá của mình. Thằng khốn nạn, tao không quan tâm là chết hay sống nữa, mày phải đưa tao cái xô cá để mày chọc lén nó coi. Chích quá. Mày nghĩ là tao sẽ cứu mày hả? Không, tao sẽ mang mày về để đưa ra tòa đòi nợ. Thằng báo này. Ôm đồi, tình cảm đồi, trả tao cái xô cá thằng khốn. Sao mày trốn trách nhiệm nữa? Làm gì đây? Vẽ kế hoạch gì à? Mấy con quỷ nó tấn công mình. Rồi sao? Rồi mình với nó phải đi giải cứu. Ủa thì em có mày mà. Nó liên quan tới tao đâu? Tự nhiên nó trộm số cái của mình. Xong rồi các mình phải cứu em của nó. Cái luật nhân quả quần què gì đây? Rồi. Mà thiệt sự. Ủa làm sao mà cái con khổng lồ đó nó bị kéo đi vậy? Có nghĩa là có thứ còn bự hơn cái con đó hả? Cái gì vậy? Alright, và chúng ta đã xem một nơi còn tệ hơn cái nơi cũ. Mình muốn ở lại chơi với mấy chú người lùn hơn. Rồi, con chim kia. Ủa mình tưởng nó chết rồi chứ, nó còn sống hả? Cái con què gì vậy? Nó không mắc luôn kìa. Làm cho mình rên chứ vậy, trời ơi. Bà cô.
Tại sao một bà cô xinh đẹp lại đi lạc ở trong rừng như thế này chứ? Mình cảm giác như mình tới gần là bà sẽ móc cái mắt mình ra đó mọi người. Ơ! À! Bỏ ra! Cái tay thú bắt. Rồi, thì là người tốt các bạn à. Thì chúng ta phải làm việc vặt cho cô ấy. Ờ, là mình phải bóp chân như bà cô. À! Bóp chân. Mình phải dùng. Mình nghĩ là mình đủ dũng cảm các bạn ơi, nhưng mà cái quần què gì hết trời. Đừng có rên vậy chứ, làm ơn. Tồi tệ với các bạn ơi. Mình thà xuống 8 tầng địa ngục còn hơn. Không mà cái đây là địa ngục rồi các bạn ơi. Mình phải thỏa mãn một bà già để có thể đi qua cái nơi khủng khiếp này. Ồ các bạn, cái đây là phù thủy hắc ám gì nè. Ồ hên chứ, nếu như mà mình không bóp chân vào bả là bả bóp cổ mình rồi đó. Thôi nói chung là để giữ cái mạng thì cái gì cũng phải làm hết. Ôi trời ơi, sao có cái cái đó thằng em của mình đó hả? Ghê quá các bạn ơi, sao máu mềm lên gì nè. Helicopter, helicopter. Cái gì đang diễn ra vậy? Bả vừa lái cái thùng phi y như là cái trực thăng vậy đó. What? Ok, và đó chính là câu chuyện đáng sợ phần thứ nhất. Nếu các bạn thích game này á, đừng quên lại cho mình một like, share, subscribe để chúng ta chơi nốt cái phần thứ 3. Và bây giờ thì các bạn gặp lại lần sau nha. Đi ngủ nha, kiểm tra gầm giường. Và bye bye.